chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ Tư ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay có những thông tin đáng chú ý sau. Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng sau kỳ họp thứ 7 của Quốc hội. Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số phát huy tinh thần đại đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương và giữ gìn bản sắc dân tộc. Các hoạt động kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Giọt hồng thành phố Hoa năm 2019 thể hiện lòng nhân ái của con người Đà Lạt. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm nay 19 tháng 6, ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng và đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Hiển, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Đồng Nai Thượng, huyện Cát Tiên và xã Đà Ban, huyện Đà Tẻ sau kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14. Cùng tham dự có đại diện các ngành của tỉnh và chính quyền địa phương. Tại các buổi tiếp xúc, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã thông tin kết quả nội dung chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14 đến cử tri các địa phương. Theo đó, tại kỳ họp này, có nhiều dự án luật, nghị quyết quan trọng được Quốc hội xem xét một cách thận trọng kỹ lưỡng và được thông qua với sự đồng thuận cao. Đây là cơ sở pháp lý để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ đời sống thực tiễn. Và cũng tại kỳ họp, các đại biểu của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã tham gia nhiều ý kiến trực tiếp tại hội trường và các ý kiến về các dự án luật, chất vấn các bộ trưởng, các ngành của chính phủ, những vấn đề liên quan đến đầu tư, đảm bảo an sinh xã hội. Cử tri các địa phương đánh giá cao nội dung kỳ họp và bày tỏ sự tin tưởng trước đổi mới phát triển của quê hương đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương. Kiến nghị đến đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, cử tri xã Đồng Nai Thượng, huyện Cát Tiên phản ánh, thời gian qua, giá cả các mặt hàng nông sản như cà phê, tiêu đều xuống thấp, để nhà nước có biện pháp hỗ trợ nông dân ổn định đầu ra, đồng thời nâng cấp cơ sở vật chất y tế và thuốc khám chữa bệnh, đầu tư tuyến giao thông Đồng Nai Thượng đi Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm, hỗ trợ nông dân chuyển đổi cây trồng, nhất là phát triển lúa nước chất lượng cao, cấp quyền sử dụng đất, xây nhà ở cho gia đình chính sách, giao đất giao rừng cho người dân, tiếp tục đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi và phát triển các tiêu chí nông thôn mới. Tại xã Đà Ban, huyện Đà Tẻ, cử tri phản ánh cần rà soát kỹ việc cán bộ đương chức sử dụng bằng cấp giả, chuyển đổi cây trồng đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp. Bởi hiện nay, giá kén tằm xuống thấp chỉ còn khoảng từ 80 đến 90.000 đồng một ký, giảm từ 40 đến 50.000 đồng một ký. Liên quan đến phát triển hạ tầng giao thông, cử tri đề nghị nhà nước quan tâm đầu tư các tuyến giao thông liên xã, đường nội đồng phục vụ sản xuất. Đặc biệt hiện nay, tuyến đường Đà Ban đi thị trấn Đà Tẻ dài hơn 12 km, xuống cấp nghiêm trọng. Nguyên nhân chính trên địa bàn có mỏ khai thác đá, nhiều xe trọng tải lớn của doanh nghiệp lưu thông vận chuyển đá gây hư hỏng đường. Do vậy, phải có giải pháp ngăn chặn. Ngoài ra, cử tri cũng phản ánh cần hoàn chỉnh việc cắm mốc lộ giới giao thông, cấp quyền sử dụng đất, quản lý hàng giả, hàng kém chất lượng và một số giải pháp đầu tư phát triển sản xuất. Lãnh đạo các ngành của tỉnh và chính quyền huyện Cát Tiên, Đà Tẻ đã trả lời thông tin đến cử tri những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, ông Đoàn Văn Việt, Chủ tịch Ủy ban tỉnh Lâm Đồng, tiếp thu các ý kiến đóng góp và giải trình những vấn đề cử tri xã Đồng Nai Thượng, huyện Cát Tiên quan tâm liên quan đến các công trình, dự án trọng điểm của địa phương, như nguồn vốn đầu tư hồ thủy lợi, kênh mương nội đồng, đường giao thông, phát triển cơ sở y tế, v.v. Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng khẳng định là xã đặc biệt khó khăn, nhưng Đồng Nai Thượng hôm nay đã có những đổi mới mạnh mẽ, đời sống nhân dân diện mạo nông thôn khởi sắc. Kết quả này thể hiện tinh thần vươn lên của nhân dân và sự quan tâm mọi mặt của Đảng, Nhà nước. Những vấn đề nhân dân phản ánh hôm nay là xác đáng, tỉnh, huyện đã và đang tập trung thực hiện. Tuy nhiên, chúng ta cần xem xét nguồn lực đầu tư, ưu tiên những công trình bức thiết để có giải pháp triển khai. Trả lời kiến nghị cử tri về giá cả đầu ra bấp bênh của nông sản cà phê, tiêu, ông Đoàn Văn Việt nhấn mạnh. Chúng ta cũng có những cái bài học kinh nghiệm rất sâu sắc cho tới giờ. Đó là không phải lúc nào cây cà phê xuống thấp, không phải lúc nào cây điều xuống thấp, không phải lúc nào cây chè xuống thấp thì chúng ta phá cái vườn cà phê, phá vườn điều, phá cây chè để trồng một số loại cây ăn trái khác, ví dụ như là trồng bơ, trồng sầu riêng, trồng măng cụt, v.v. một số loại cây ăn trái thì có thể trước mắt là chúng ta giải quyết được
Nhưng mà về lâu dài thì trong cái định hướng phát triển, cái quy hoạch của mình, cái giá cả thị trường, thì nói thật của bà con là chúng ta cũng có nhiều kinh nghiệm hết sức là đắt giá. Do vậy, việc đề xuất ý kiến của một số cử tri cho rằng là nên xem lại là trong cái gì phù hợp, trong cái gì mà có giá cả, thì có lẽ đây chúng sẽ là một cái bài toán hết sức là khó cho chính quyền địa phương và khó cho cái định hướng của chúng ta. Bởi vì gì, vùng nguyên liệu trước hết thì nó cũng phải ổn định. Do vậy tôi đề nghị là chính quyền địa phương, chính quyền huyện và các ngành liên tỉnh cũng sẽ tiếp tục có cái sự quan tâm hỗ trợ bằng nhiều cái giải pháp. Trong đó đương nhiên có việc là xác định là cái cơ cấu cây trồng cho nó phù hợp. Trong đó đương nhiên có việc là phát triển các cái giải pháp nó liên quan tới trồng các cái cây mà lấy ngắn nuôi dài. Nhưng chúng ta cũng phải có một cái cần, chúng ta phải có một cái vùng nguyên liệu, số loại cây chủ lực và ổn định. Trả lời nội dung cử tri xã Đạ Ban, huyện Đạ Tẻ kiến nghị, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt cho rằng những phản ánh của nhân dân tại buổi tiếp xúc là tình trạng chung hiện nay của các địa phương trong tỉnh, nhất là vấn đề phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ phát triển sản xuất, đầu tư cơ sở hạ tầng. Liên quan đến chủ trương đầu tư tuyến đường Đạ Ban, thị trấn Đạ Tẻ, Chủ tịch dân tỉnh Lâm Đồng cho biết. Trước đây thì những cái dự án như thế này, như của Đạ Ban này, thì Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo thì thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có thể quyết định ngay. Mà lúc đó thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thì gồm chủ tịch, các phó chủ tịch và các trưởng ban. Nó rất là gọn, có thể quyết được. Nhưng bây giờ thì không phải. Bây giờ muốn quyết những cái thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh là phải tổ chức kỳ họp đột xuất hoặc tổ chức kỳ họp bất thường, mà sau này gọi là kỳ họp chuyên đề, phải trên 2/3 đại biểu Hội đồng nhân dân để quyết thì mới có giá trị. Và cái này thì là cái mà chúng ta kéo dài từ đầu năm cho tới cuối tháng 5 vừa qua. Tỉnh sẽ chỉ đạo, trách nhiệm có đồng chí bí thư huyện ủy ở đây, đồng chí chủ tịch huyện ở đây, các đồng chí lãnh đạo huyện ở đây tập trung triển khai các hồ sơ thiết kế, thẩm định, tổ chức đấu giá, đấu thầu dự án đầy đủ đúng theo quy định và các đơn vị thi công triển khai thi công khởi công trong năm 2019. Bây giờ muốn quyết những cái thuộc thẩm. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt đề nghị các ngành liên quan của tỉnh và chính quyền huyện Cát Tiên, Đạ Tẻ nắm bắt thông tin người dân ý kiến vào cuộc giải quyết và thông tin kết quả đến người dân kết quả xử lý. Đồng thời cũng giải thích làm rõ những chính sách đường lối của Đảng, Nhà nước và sự quyết tâm đối với công tác đầu tư phát triển vùng dân tộc thiểu số, các chương trình an sinh xã hội của tỉnh Lâm Đồng trong thời gian tới. Những kiến nghị khác của cử tri, đoàn ghi nhận để tiếp tục kiến nghị Quốc hội và các cơ quan chức năng liên quan xem xét giải quyết, bảo đảm lợi ích chính đáng của nhân dân địa phương. Cũng trong ngày hôm nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng gồm ông Nguyễn Tào, Phó trưởng đoàn chuyên trách, ông Triệu Thế Hùng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, đã tiếp xúc với cử tri xã Tà Năng, huyện Đức Trọng và thị trấn Đờ Răng, huyện Đơn Dương nhằm thông báo với cử tri một số kết quả của kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14, đồng thời tiếp thu các ý kiến kiến nghị mà cử tri quan tâm. Cùng tham dự buổi tiếp xúc có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh và chính quyền huyện địa phương. Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng thông báo một số nội dung liên quan đến kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14, hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp, cử tri xã Tà Năng và thị trấn Đờ Răng đánh giá cao những nội dung kết quả của kỳ họp vừa qua, đặc biệt là phần chất vấn và trả lời chất vấn. Cử tri mong muốn trong thời gian tới, Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành trung ương và địa phương sẽ có thêm nhiều chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống thu nhập cho người dân. Tại xã Tà Năng, huyện Đức Trọng, cử tri phản ánh một số nội dung liên quan đến tình trạng giá cà phê thời gian gần đây xuống thấp, gây ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của người nông dân. Một số ý kiến khác đề cập đến việc rà soát diện tích đất sản xuất sử dụng ổn định trên địa bàn để tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Liên quan đến tuyến đường từ Đạ Quyên đi Phú Hội, cử tri đề nghị nhà nước cần sớm triển khai thực hiện dự án để đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản của người dân. Ngoài ra hiện nay, tuyến đường 28B đoạn từ xã Tà Năng đi xã Ninh Gia bị xuống cấp nghiêm trọng, cần sớm được đầu tư cải tạo nâng cấp. Bên cạnh đó, một số ý kiến khác đề cập đến việc đầu tư hệ thống ao hồ, thủy lợi, hệ thống điện sản xuất và sinh hoạt,
chính sách bảo hiểm y tế, giải quyết tranh chấp đất đai, giải pháp quản lý hệ thống mạng Internet, chế độ chính sách cho đội ngũ giáo viên, v.v. Còn tại thị trấn Đờ Răng, huyện Đơn Dương, cử tri đề nghị nhà nước cần đẩy mạnh việc cấp quyền sử dụng đất đối với diện tích đất sử dụng ổn định lâu năm, chế độ chính sách cho người có công, bổ sung nguồn kinh phí cho hoạt động của các đoàn thể, thôn, tổ dân phố, chính sách trợ cấp cho đối tượng người cao tuổi, v.v. Ngoài ra, một số ý kiến khác đề nghị nhà nước cần tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, xử lý nghiêm đối với các đối tượng tham nhũng để tạo tính răn đe trong xã hội. Tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo huyện Đức Trọng và Đơn Dương đã trả lời một số ý kiến kiến nghị của cử tri trong phạm vi thẩm quyền liên quan đến công tác cấp quyền sử dụng đất, việc triển khai đầu tư, hệ thống hạ tầng giao thông, nguồn kinh phí hỗ trợ cải tạo ao hồ phục vụ nguồn nước tưới, chế độ chính sách cho giáo viên và thực trạng triển khai một số dự án phát triển sản xuất, du lịch sinh thái, đường sắt, đầu tư phát triển sản xuất, quản lý hoạt động kinh doanh ăn uống tại địa phương. Ông Nguyễn Tạo, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, đã tiếp thu các ý kiến kiến nghị mà cử tri địa phương quan tâm phản ánh, đồng thời giải trình một số nội dung về chương trình tín dụng chính sách, vấn đề đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, hệ thống điện, công tác cấp quyền sử dụng đất, chế độ chính sách cho người có công, người cao tuổi, và thông tin đến cử tri về công tác phòng chống tham nhũng và quản lý thông tin trên không gian mạng. Ngoài ra, đối với một số ý kiến khác, đoàn sẽ tổng hợp gửi đến các ngành chức năng trung ương và địa phương xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Nhân chuyến công tác tại huyện Cát Tiên, ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm tặng quà các già làng tiêu biểu và người có uy tín trên địa bàn huyện Cát Tiên. Tại xã Đồng Nai Thượng, huyện Cát Tiên, Chủ tịch Ủy ban tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt đã đến thăm tặng quà gia đình bà Điểu Năm Lôi ở thôn Bi Nào. Ông Đoàn Văn Việt đã thăm hỏi sức khỏe, phấn khởi trước đời sống kinh tế gia đình ngày càng đi lên, đồng thời mong muốn bà Điểu Năm Lôi tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu trong gia đình văn hóa tích cực tham gia xây dựng quê hương phát triển. Thăm tặng quà tổng già làng Đồng Nai Thượng Điểu Đôi ở thôn Bù Gia Rá, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt động viên tinh thần sức khỏe, mong muốn già làng Điểu Đôi sống vui sống khỏe, tiếp tục có nhiều đóng góp cho buôn làng đổi mới. Đồng thời đề nghị các cấp các ngành huyện Cát Tiên không ngừng chăm lo cho các gia đình chính sách, các thương bệnh binh, quan tâm đến người cao tuổi có nhiều đóng góp cho các bạn và phát triển địa phương, thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc, ăn quả nhớ người trồng cây. Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh, khóa 9, ngày 18 tháng 6, ông Dương Công Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã Ninh Loan, Ninh Gia, Hiệp Thành và thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng. Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh và huyện Đức Trọng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2019 và thông qua dự kiến nội dung chương trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh sắp tới, cử tri các xã đã phản ánh một số vấn đề về cấp quyền sử dụng đất, đường giao thông liên xã và quốc lộ 28B xuống cấp ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân. Việc cấm xe máy cày lưu thông trên đường ảnh hưởng đến việc vận chuyển hàng hóa nông sản của nhân dân địa phương. Tình trạng chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường. Hệ thống thoát nước trên quốc lộ 20 đoạn qua thị trấn Liên Nghĩa hư hỏng xuống cấp. Bên cạnh đó, một số vấn đề như việc quy hoạch khu dân cư Nam Sông Đa Nhiêm và khu hành chính nằm ở tổ dân phố 27, chế độ cho người cao tuổi, chính sách phát triển ngành du lịch tại các huyện lân cận thành phố Đà Lạt, kêu gọi các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và ngoài nước để đầu tư trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, du lịch, văn hóa xã hội để Lâm Đồng phát triển một cách bền vững, cũng được các cử tri quan tâm. Sau khi nghe ý kiến của cử tri, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đơn vị huyện Đức Trọng đã trả lời những kiến nghị thuộc thẩm quyền và ghi nhận những phản ánh của bà con để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh phát huy nội lực chung sức xây dựng địa phương phát triển toàn diện, văn minh hiện đại là thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Hôm qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, huyện Bảo Lâm và Cát Tiên đã tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ 3. Đại diện tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đông đảo, đại biểu đại diện cho 43 dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã tham dự.
Theo báo cáo đánh giá, phong trào thi đua yêu nước của đồng bào các dân tộc thiểu số trên các lĩnh vực đời sống xã hội giai đoạn 2014-2019 cho thấy, cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố Đà Lạt luôn coi trọng việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thành phố đã thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, đầu tư 30 tỷ đồng xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, đường giao thông, hệ thống thủy lợi, điện, trường học, trạm xá và tập trung nâng cao mức sống cho đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương. Đối với xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tà Nung, có hệ thống trường học hoàn chỉnh từ bậc mầm non đến trung học phổ thông và đạt chuẩn quốc gia. 100% trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng, triển khai việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn. Tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 36 hộ năm 2016 xuống còn 3 hộ vào cuối năm 2018. Các dự án đầu tư đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống văn hóa của các dân tộc tiếp tục giữ gìn và phát huy. Hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số thường xuyên được tăng cường và củng cố. Đến nay đã có 86 đảng viên người dân tộc thiểu số, tăng 30 đảng viên so với năm 2014. Từ những kết quả đạt được, Bí thư Thành ủy Huỳnh Thị Thanh Xuân đã biểu dương những thành tựu mà đồng bào các dân tộc thiểu số ở thành phố Đà Lạt đã đạt được và đề nghị trong giai đoạn 5 năm tới, từ năm 2019 đến năm 2024, thành phố Đà Lạt cần tập trung nâng cao mức sống cho hộ gia đình dân tộc thiểu số, tạo điều kiện để đồng bào nâng cao nhận thức, xóa bỏ các tập tục lạc hậu, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đẩy mạnh công tác giảm nghèo. Dịp này, thành phố Đà Lạt đã tặng hoa và bức trướng cho đại hội với dòng chữ: Các dân tộc thiểu số thành phố đoàn kết, phát huy nội lực, chung sức xây dựng Đà Lạt phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại. Ủy ban dân tộc tỉnh Lâm Đồng tặng bằng khen cho một tập thể 3 cá nhân. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt tặng bằng khen cho 5 tập thể 10 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc giai đoạn 2014-2019. Đại hội các dân tộc thiểu số thành phố Đà Lạt đã hiệp thương và thống nhất cử 4 đại biểu chính thức và 1 dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ 3 năm 2019. Trong 5 năm qua, đồng bào các dân tộc thiểu số của huyện Bảo Lâm đã có nhiều chuyển biến tích cực trong sản xuất nông nghiệp theo hướng thâm canh, phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, các mô hình chăn nuôi, mô hình trồng xen canh cây ăn trái, các công trình đường giao thông nông thôn, nhà ở, công trình nước sạch sinh hoạt, điện thắp sáng, trường học, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm đầu tư xây dựng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 7,23%. Số hộ có mức sống khá giàu tăng lên qua từng năm, tạo điều kiện triển khai hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Ủy ban tỉnh Lâm Đồng Phạm S. ghi nhận và biểu dương những kết quả mà đồng bào các dân tộc thiểu số của huyện Bảo Lâm đạt được trong 5 năm qua, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Bảo Lâm tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ra sức thi đua thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Các cấp đảng ủy, chính quyền địa phương huyện Bảo Lâm cần huy động tối đa các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, kinh tế, xã hội, vùng đồng bào dân tộc, chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn, đồng thời quan tâm xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, cũng như đảm bảo an ninh quốc phòng tại địa phương. Với chủ đề đồng bào các dân tộc huyện Bảo Lâm đoàn kết phát huy nội lực, hội nhập và phát triển, đại hội đã thông qua quyết tâm thư và chọn cử đoàn đại biểu đi dự đại hội các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ 3. Dịp này, Ban dân tộc tỉnh Lâm Đồng đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc giai đoạn 2014-2019. Trong những năm qua, huyện Cát Tiên đã quan tâm phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và các chính sách về dân tộc, tôn giáo, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện ngày càng được nâng cao, đặc biệt bà con đã tham gia hiệu quả vào công tác quản lý, bảo vệ rừng. Đến nay, 100% thôn bản đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện có đường giao thông và điện lưới quốc gia, có nhà sinh hoạt cộng đồng, 100% hộ đồng bào dân tộc thiểu số được khám chữa bệnh miễn phí theo quy định, có 90% hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, tỷ lệ con em đồng bào trong độ tuổi đi học đến trường đạt trên 97%.
tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số giảm còn 5,68%. Huyện Cát Tiên đã có 289 đảng viên là người dân tộc thiểu số, chiếm 15,2% tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ. Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Cát Tiên lần thứ 3 đã cử 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ 3, đồng thời thông qua quyết tâm thư của đại hội. Dịp này, Ban dân tộc tỉnh Lâm Đồng tặng giấy khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cát Tiên tặng giấy khen cho 13 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số của địa phương giai đoạn 2014-2019. Nhân kỷ niệm 94 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2019, chiều 19 tháng 6, ông Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cùng đoàn công tác và lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã đến thăm chúc mừng Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng và Báo Lâm Đồng. Sau khi nghe lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng, Báo Lâm Đồng báo cáo khái quát về hoạt động của các cơ quan báo chí địa phương, phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông đã chúc mừng tập thể, lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, người lao động của hai cơ quan. Đồng thời nhấn mạnh, tỉnh Lâm Đồng là địa phương đứng đầu cả nước về phát triển nông nghiệp công nghệ cao, có nhiều mô hình mới, cách làm hay trong phát triển du lịch, sản xuất rau hoa. Tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng đạt kết quả tích cực. Đạt được những thành tích trên, phải kể đến sự đóng góp không nhỏ của các cơ quan báo chí, trong đó có Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng và Báo Lâm Đồng. Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông đề nghị, thời gian tới, các đơn vị báo chí trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các nghị quyết, kết luận của Trung ương và địa phương, nhất là thực hiện nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa 12 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phấn đấu phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và kết quả 3 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Dịp này, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng những lãng hoa tươi tắm chúc mừng hai cơ quan báo chí Lâm Đồng trong ngày vui của báo chí cách mạng Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, sáng nay, bà Huỳnh Thị Thanh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đà Lạt cùng đại diện Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã đến thăm và chúc mừng Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Lâm Đồng. Đoàn đã đến thăm và tặng hoa chúc mừng Sở Thông tin Truyền thông. Tại đây, Bí thư Thành ủy Đà Lạt Huỳnh Thị Thanh Xuân đã bày tỏ lời cảm ơn bởi sự phối hợp và quan tâm của Sở Thông tin Truyền thông đối với thành phố Đà Lạt trong công tác thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội trong thời gian qua. Đồng thời cho biết hiện nay, thành phố đang trên đà phát triển mạnh về du lịch và nông nghiệp thông minh, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Có được kết quả đó, có sự hỗ trợ tích cực từ các cấp, các ngành, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của Sở Thông tin Truyền thông. Cảm ơn sự quan tâm của Thành ủy Đà Lạt, lãnh đạo Sở Thông tin Truyền thông cũng cho biết, trong thời gian qua, thành phố cũng luôn làm tốt công tác phối hợp, cung cấp thông tin cho sở và các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn nói chung, nhằm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị về thông tin tuyên truyền, đồng thời khẳng định trong từng bước trưởng thành và các nhiệm vụ chuyên môn của sở đều có sự hỗ trợ, phối hợp kịp thời từ phía thành phố Đà Lạt. Hai cơ quan đều mong muốn trong thời gian tới tiếp tục có sự phối kết hợp chặt chẽ để phát huy vai trò của một cơ quan thông tin truyền thông, làm tốt hơn công tác cung cấp thông tin, định hướng dư luận xã hội tại địa phương. Kỷ niệm 94 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, lãnh đạo thành phố Đà Lạt và các cơ quan, đơn vị trung ương và địa phương đã đến thăm và chúc mừng Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Đoàn đã đến thăm và gửi lời chúc mừng đến đội ngũ cán bộ phóng viên và viên chức người lao động Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt khẳng định, trong sự phát triển và những thành tựu mà thành phố đạt được thời gian qua, luôn có sự đồng hành chia sẻ của các cơ quan báo chí nói chung và Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng nói riêng trong công tác thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận, cũng như kịp thời phát hiện, góp ý xây dựng tích cực đối với các vấn đề tồn tại trong công tác quản lý điều hành của bộ máy chính quyền địa phương. Lãnh đạo Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng đã cảm ơn sự động viên của cấp ủy chính quyền thành phố Đà Lạt đến đội ngũ những người làm công tác phát thanh truyền hình.
đồng thời cho biết trong thời gian qua, Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng luôn đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về thành phố Đà Lạt trên các kênh truyền hình trung ương và địa phương, tập trung tuyên truyền các sự kiện lớn của thành phố và đề nghị lãnh đạo thành phố Đà Lạt tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đơn vị để làm tốt công tác thông tin tuyên truyền trong thời gian tới. Nhân dịp Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, các đoàn lãnh đạo của Học viện Lục quân, Đại học Đà Lạt, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Kiểm toán Nhà nước khu vực 8 cũng đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng cán bộ phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Chiều nay 19 tháng 6, ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019, đã chủ trì hội nghị Ban chỉ đạo kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 với các lãnh đạo sở ban ngành, các đoàn thể chính trị xã hội và các trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Báo cáo tại hội nghị, kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 tại tỉnh Lâm Đồng có gần 14.000 thí sinh đăng ký dự thi tại 38 điểm thi và 600 phòng thi. Để kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 diễn ra an toàn, công khai, minh bạch, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại tỉnh Lâm Đồng đến nay đã diễn ra theo đúng tiến độ kế hoạch. Hầu hết các trường đã hoàn thành công tác ôn tập cho học sinh dự thi. Các ấn phẩm phục vụ cho yêu cầu công tác in sao đề thi đều được chuẩn bị đầy đủ. Công tác coi thi và chấm thi được chuẩn bị nghiêm túc. Bên cạnh đó, việc phối hợp giữa Sở Giáo dục Đào tạo và các trường đại học cao đẳng về điều động nhân sự tham gia các ban của hội đồng thi được chú trọng. Công tác phối hợp các sở ban ngành khác về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho kỳ thi, chăm sóc sức khỏe cho thí sinh được đảm bảo đúng quy chế. Theo kế hoạch, ngày 24 tháng 6 sẽ hoàn thành việc giao đề thi đến các điểm thi. Ngày 25, 26, 27 tháng 6, các thí sinh sẽ cùng tham gia kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Kết quả thi sẽ được công bố vào ngày 14 tháng 7 và ngày 21 tháng 7 sẽ hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. Tại hội nghị, các thành viên thuộc Ban chỉ đạo kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 cũng đã trao đổi và đề xuất một số nội dung trong công tác chuẩn bị để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, thuốc và phương tiện cấp cứu, đảm bảo an ninh trật tự trong suốt kỳ thi, công tác coi thi, công tác phối hợp giữa Sở Giáo dục Đào tạo và các trường đại học. Qua báo cáo của Sở Giáo dục Đào tạo và các trường đại học, ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực chủ động của các thành viên để chuẩn bị cho kỳ thi lần này. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn các sở ban ngành phát huy trách nhiệm, tiếp tục rà soát lại các phần việc còn lại để triển khai thực hiện tốt. Thông tin liên lạc phải kịp thời nhằm giải quyết nhanh chóng các vấn đề trong kỳ thi, đảm bảo tuyệt đối an toàn và an ninh trong kỳ thi và cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, các ngành có liên quan để kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 diễn ra thành công tốt đẹp. Chuyển sang thông tin về chương trình Hành trình đỏ tại Đà Lạt. Sáng nay 19 tháng 6, hơn 700 người dân thành phố Đà Lạt đã đến tham gia chương trình hiến máu tình nguyện Hành trình đỏ Giọt hồng thành phố Hoa năm 2019, được tổ chức tại trường cao đẳng sư phạm. Dù chỉ mới 6 giờ 30 phút sáng, nhưng người dân thành phố Hoa đã tập trung tại trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt xếp hàng trong trật tự để làm đơn, khám sàng lọc và hoàn thành công tác chuẩn bị để hiến máu tình nguyện. Tham gia hành trình đỏ năm nay, số lượng cán bộ, công nhân viên, người lao động chiếm phần lớn và người dân ở độ tuổi trung niên cũng tích cực tham gia hoạt động này. Thấu hiểu được ý nghĩa nhân đạo của hoạt động này, rất nhiều người dân thành phố Đà Lạt đã đồng hành cùng chương trình từ những năm đầu tiên với số lần hiến máu trên 10 lần. Đây là lần thứ 9 tôi tham gia chương trình hiến máu. Và theo tôi nghĩ thì chương trình hiến máu là một nghĩa cử cao đẹp và cũng là góp một phần nhỏ để cứu người. Nên là năm nào tôi cũng tham gia. Đây là năm thứ 7, tỉnh Lâm Đồng tham gia chương trình Hành trình đỏ và cũng là một trong những tỉnh tích cực hưởng ứng chương trình liên tục xuyên suốt với số lượng người tham gia đông đảo. Đặc biệt, với những người hiến máu tình nguyện là công nhân, viên chức, người dân đáp ứng được yêu cầu hiến máu, đã khắc phục tình trạng khan hiếm máu vào mùa hè, khoảng thời gian mà học sinh sinh viên nghỉ học. Đồng thời, qua chương trình đầy ý nghĩa này, đã góp phần thúc đẩy công tác tuyên truyền về các bệnh bẩm sinh, di truyền, tan máu bẩm sinh, tập dượt công tác tổ chức ngày hiến máu lớn, tiếp nhận máu và điều phối máu trên phạm vi toàn tỉnh và toàn quốc.
Và qua 7 năm thực hiện chương trình triển khai hành trình đỏ với sự vào cuộc của các cấp ban ngành như vậy thì chúng tôi đánh giá là Lâm Đồng một trong những tỉnh điển hình về phong trào hiến máu tình nguyện bền vững. Lâm Đồng đã thay đổi phần rất lớn về cơ cấu nguồn người hiến máu, sản lượng nguồn người hiến máu rất ổn định thì xuất phát từ cán bộ nhân viên, từ người dân sống trên địa bàn của tỉnh. Chương trình Hành trình đỏ năm 2019 tại tỉnh Lâm Đồng dự kiến vận động được trên 1.500 đơn vị máu. Qua 7 năm triển khai chương trình này, Hành trình đỏ không chỉ dừng lại là một hoạt động hiến máu tình nguyện, mà đây là biểu hiện của lòng nhân ái, của những trái tim yêu thương, biết chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.